Chiều hôm nay em có lên clip hai bộ mẹ con cặp đỏ nha anh chị. Thì mẹ con này đã bơm tinh lại rồi anh chị ơi. Đó thì hai con mẹ đã bơm tinh, hai con được qua bê tầm 3 tháng tuổi. Mẹ thì bao ăn uống, xếp mặt cái lưng nghiêm chỉnh. Cặp đỏ nha anh chị, ôm hai được qua bê. Đó thì hai con đang ăn cỏ đó anh chị. Đó xếp mặt cái lưng bộ mẹ con đó anh chị. Đó. Thì chuồng hơi tối anh chị xem thông cảm giúp em. Đó sập cọp đó anh chị. Đó thì con mẹ là cọp đẻ lứa hai nha anh chị, con đẻ lứa hai, con đẻ lứa ba nha anh chị. Đó thì anh chị gần xa thích cái hai bộ cọp này cứ nhanh tay nhấc máy số điện thoại em để cho hình bò này, thì bao rồi lú nghiêm chỉnh nha anh chị, bao xuống lúng xuống ruột. Đó bò lông da nhuyễn da sát nha anh chị. Đó điều nên nên con hơi đông, bò đông hơi gân xíu. Đó thì con mát sữa anh chị. Đó sập cọp. Đó, bà bê đó anh chị ơi. Hai bộ đực đó anh chị ơi. Con là mẹ là hai con cặp đỏ đồng trụi. Đó. Chân móng thì hoàn thiện. Bò con thì bú nù anh chị ơi, đang thay lông sữa tầm gần 3 tháng anh chị. Hai con mẹ đã bơm tinh lại bà bê tiếp rồi anh chị ơi. Đó bơm tinh gần 20 ngày rồi anh chị. Đó. Thì bò này đã chạng lược nha anh chị. Đó. Sau đây em vô cận cảnh bò mẹ con anh chị. Đó. Thì chân móng đó anh chị. Trúng chuyền. Đó. Hai đực bê chuồng hay tối anh chị. Bốn vú đều. Đó, chân móng đuôi một chùm đuôi luôn anh chị ơi. Đó. Đúng chuyền anh chị, bốn vú đều. Chân móng sò đó anh chị, đuôi một chùm đuôi luôn. Đó. Đó. Thùng lớn đòn dài nha anh chị. Đó. Sáng nhà tao chưa vô ngàn nào mày xuống dậy rồi. Đó. Đó đó nó rủ bán thiếu rồi nè. Giúp cho em vé đi. Đó thì con mẹ đó anh chị ơi. Đó. Thì chân móng móng sò bốn vú đều đó anh chị ơi, đúng chuyện luôn. Con này nó mát sữa lắm anh chị, bốn vú đều căng sữa. Đó, được bê bông đó anh chị ơi. Đó. Thì cặp đực này xứng lắm nha anh chị. Thì giá này mình nuôi hai con đực lớn thì mình đi nửa tiền anh chị ơi. Đó thì anh chị gần xa thích cái bộ bò này thì liên hệ em. Đó giá là chủ đưa là mà là 99 triệu nha anh chị. Anh chị thích thì cứ liên hệ em. Đó. Giá 99 là con số đẹp nha anh chị. Về mình có hai bộ bò mình nuôi anh chị, thì mình nuôi con từng nào lớn thì cặp đực đoán được 50 triệu thì hai con mẹ còn 44 triệu anh chị ơi. Thì 49 triệu cũng được. Đó, thì đẻ lứa nữa là mình đại đức anh chị. Đó thì giờ mình dòng 3B thì mẹ cọp nuôi mát sữa mau lớn anh chị ơi. Đó. Tiền nào cô nấy anh chị. Con tầm mét tư, con mét ba mấy mét tư anh chị. Hai con này lớn tàn tàn nhất hết anh chị ơi. Đó thì hai con này bao bú giò bú cẳng xuống lúc xuống ruột. Rồi giá hai bò này là 99 triệu nha anh chị. Anh chị thích thì cứ liên hệ em.